Nói chung là sang chọn tận nơi rồi, à. Mẫu mã nhà mình thấy là rất chuẩn, à. Bác ưng ý. Rồi. Và như là gỗ kiểu là cái chuẩn gỗ thì được rồi, nhưng mà cái nét đục chạm là bác ưng ý. Tôi là người rất khó tính, dạ vâng. Mà hai nữa là người dân nông nghiệp. Vâng. 40 năm làm nông nghiệp cho nên các chú phải biết như thế nào là tôi chọn gỗ là như thế nào. Đấy, quý vị nha. Đồ gỗ Tùng 8 kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 28 tháng 11 đây. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Thanh Thủy đây. Đấy thì đây là ngôi nhà của khách hàng, tôi vừa bàn giao cho khách hàng là một bộ sản phẩm nội thất đây. Thì ở đây tôi quay vào quay giới thiệu cho mọi người nhá. Đây. Gia đình bác Hồng vị nha. Thế đây là khu mới bác nhỉ? Khu 7 ạ. À khu 7 à. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khu 7 thị trấn Thanh Thủy đây. Đấy bàn giao cho gia đình nhà bác Hồng. Bác Hồng một bộ trường kỷ gỗ hương đá. Đấy thì xem cái nhà. Vâng, vâng. Đấy thì như tiện đây tôi có nhà bác có một cái không gian phòng thờ rất là đẹp thì tôi cũng quay luôn. Đấy cho mọi người tham khảo nhá. Đây. Vâng. Mọi người ủng hộ cho nhà bác Tùng để nhà chú Tùng để chú Tùng bán được nhiều đồ. Hôm ý định về dưới xuôi hay định đem xem bên kia nhưng mà xem chỗ này ủng quá thế là ông ấy gọi điện thế là đầu tiên không nghe xong mãi xong mới thấy nghe bảo ừ thế là hôm sau đi luôn đấy. Đi luôn sang bên là mua được. Sang trên nhà đấy bảo là để tôi định đi Đông Anh đấy. Vâng. Định đi dưới xuôi. Thấy ưng quá thì lấy luôn rồi bạn. Cái nào thế mình cái gì mà của mình à. Tỉnh mình gần kề tội gì à, đúng rồi. Đây quý vị chiêm ngưỡng ngay bộ không gian thờ nhà bác Hồng ấy rất là đẹp luôn đấy, sập gụ rồi thì án gian cửa võng cuốn thư đấy, tất cả đều sơn son tiếp vàng hết. Trường nhĩ có tất cái này chắc là nhà mình là cũng mít tất bác nhỉ hay là gỗ mít ạ? Gỗ mít mít tất đấy quý vị xem này. Ủa, cửa võng gỗ mít rất là lộng lẫy luôn. Đây tôi quay đâu. Cái ỷ kia là hơn trăm năm rồi đấy. À đây. Ỷ kia hơn trăm năm. Đây đồ cổ cụ luôn. Đây. Đây quý vị này. Không gian thờ rất là đẹp luôn, rất là lòng lành luôn nhà đấy, nhà gỗ. Đấy, bác bật hộ cháu cái bóng điện bên này nữa. Đấy quý vị này. Đấy, không gian bên trên này là nhà ấy gỗ này, đấy cũng có đục chạm hoa văn, đấy đục chạm hoa văn, đấy thì chính giữa là cái không gian thờ, đấy rất là lộng lẫy luôn, sơn son thiếp vàng, đấy hai lớp, hai ba lớp quý vị ạ, đây, kép, đấy, kép rồi, đấy, rất là đẹp, quý vị tham khảo nhá, đấy còn võng kép, đấy, ám gian đây, đấy, sập thì là bác một chiếc sập này sập gỗ bác nhỉ? Đấy, một chiếc sập gỗ cảm trai rất là đẹp luôn. Đấy, không gian thờ đây tổng thể không gian thờ đây. Quý vị này, đấy cũng như đây là bác Hồng đây. Đấy, bác Hồng nhé, chào bác Hồng nha. Đây thì cũng như là phía bên này là bộ trường kỷ chúng tôi vừa bàn giao cho bác đây. Hôm trước là bác cũng xuống là xem tận nhà rồi. Đấy thì bác cũng xem tận nhà rồi, xem tận nơi rồi. Đấy thì bác cũng ưng ý, thấy bác đã chốt rồi thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện và hiện tại là chúng tôi đã bàn giao gia đình nhà bác đây. Đấy và không gian bên cạnh đấy là bác để trường kỷ. Đấy không gian bên cạnh bác để trường kỷ. Đấy, không gian giữa là phòng thờ. Rất là long lanh. Thì đây cháu cũng xin bác luôn một chút ý kiến nhé. Đấy xem cái bộ ghế bọn cháu bàn giao xem bác có ưng ý hay là có gì thì bác góp ý bọn cháu để bọn cháu hoàn thiện nhé. Nói chung là sang chọn tận nơi rồi, mẫu mã nhà mình thấy là rất chuẩn, bác ưng ý. Rồi. Và như là gỗ kiểu là cái chuẩn gỗ thì được rồi nhưng mà cái nét đục chạm là bác ưng ý. Vâng đấy là ý kiến nhận xét của bác Hồng quý vị nhé. Tôi là người rất khó tính. Dạ vâng. Mà hai nữa là người dân nông nghiệp. Vâng. 40 năm làm nông nghiệp cho nên các chú phải biết như thế nào là tôi chọn gỗ là như thế nào. Đấy quý vị nhá. Rất cảm ơn bác Hồng nha, bác Hồng tại thị trấn Thanh Thủy, Phú Thọ đã về trực tiếp sở cơ sở đồ gỗ Tùng 8 và mua sắm bộ trường kỷ gỗ hương đá. Đấy, hàng rất là dày dặn. Cảm ơn nhá. Vâng. Ok mọi người nhá. Đấy, ngôi nhà bác ơi, ngôi nhà rất đẹp đấy. Vườn tược được cây trái đấy. Đây yên bình. Ok mọi người nhá. Quý khách hàng nào có nhu cầu hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhá. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.
Đấy, số điện thoại là 0987 510 816. Website đồ gỗ tùng8.com. Ok.